Thời gian gần đây, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hân hoan, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 78 năm xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, ngược với lòng tự hào dân tộc đó, các trang mạng xã hội, các trang thông tin điện tử trên Internet tán phát nhiều bài viết với luận điệu hàn học, cố tình xuyên tạc, gây kích động hận thù hòng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bóp méo sự thật, hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thành quả cách mạng của Việt Nam. Ngày 26 tháng 8 năm 2023, trên trang Facebook Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên lại bới móc lại một bài viết đã cũ rích từ tháng 2 năm 2012 của Nguyễn Gia Kiểng, một đối tượng người Pháp gốc Việt khét tiếng chống cộng. Xuyên suốt bài viết, Nguyễn Gia Kiểng đưa ra các luận điệu phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, công kích đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước ta, từ đó quy kết việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển đất nước. Không ít quốc gia theo chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mà tình trạng tham nhũng vẫn diễn ra trong hệ thống công quyền và đã trở thành mối nguy hại lớn, thậm chí đã leo đến tận các nguyên thủ quốc gia. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đều khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang có nhiều đổi mới về tư duy lý luận, đã bổ sung nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời loại bỏ những nhận thức không đúng, ấu trĩ, giáo điều về chủ nghĩa Mác-Lênin, về chủ nghĩa xã hội, từ đó đã đúc kết những cơ sở lý luận phù hợp với mô hình xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang theo đuổi. Với sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng sau gần 40 năm đổi mới. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đưa Việt Nam vào top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các giá trị của xã hội chủ nghĩa đang được thể hiện dần trong đời sống xã hội như miễn phí giáo dục mầm non, tiểu học, miễn phí bảo hiểm y tế cho trẻ em, người cao tuổi, trợ cấp thất nghiệp, nền dân chủ được phát huy và mở rộng. Những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị sẽ chỉ là những tiếng sủa lạc lõng và không thể ngăn cản nổi khát vọng của nhân dân Việt Nam đi lên xây dựng một nước Việt Nam độc lập và giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đem lại cuộc sống ấm no, dân chủ công bằng, phồn vinh hạnh phúc cho nhân dân.